Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Roberto Ligat Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng nước Cộng hòa Cuba, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân chuyến thăm làm việc tại Đà Nẵng. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì buổi tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Trung tướng Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng và hân hạnh được đón Thượng tướng Roberto Ligat Sotolongo và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba thăm Bộ Tư lệnh Quân khu. Trung tướng Thái Đại Ngọc khẳng định những nét tương đồng, gắn kết trong lịch sử dựng nước, giữ nước và lý tưởng cách mạng cao đẹp đấu tranh vì độc lập tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia và kết nối trái tim người dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ nghĩa tình, sắt son đặc biệt Việt Nam-Cuba. Thượng tướng Roberto Ligat Sotolongo bày tỏ cảm kích về bề dày lịch sử truyền thống giữ nước và dựng nước của Việt Nam, về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng, đồng thời gửi lời cảm ơn những tình cảm to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Cuba trong thời gian qua. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Cuba còn đến thăm, tham quan cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 409, Bộ Tham mưu Quân khu 5 huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ.